Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được một lô mic nhá, rất là nhiều. Bên em về được khoảng hơn 20 bộ với những sản phẩm mic bãi. Mic bãi đây ạ, đây là cái đầu thu của mic bãi nhá. Mic rất là đẹp, đầu gần rất là mới nhá. Có model của nó là DK850 nhá. Dòng này chất âm của nó rất là hay, tiếng nó rất sáng nhá và rất nhẹ nhá. Và đặc biệt cái đời này bên em về thì nó có hai cái màu củ khác nhau, như chất âm của nó là như nhau nhưng các bác nhá, nên là bên em cũng phải tháo ra để kiểm tra và cũng làm một đoạn video để giới thiệu các bác. Không, các bác lại bảo sao có đời lại màu tím và màu đen, nó không quan trọng đâu các bác nhá. Màu củ thì nó chỉ khác ở cái nhựa thôi, nhưng cái chất tôn của nó là như nhau, nên bên em sẽ ghép, ví dụ bán cho các bác ví dụ một đôi này thì là củ đen hết hoặc màu tím hết. Với những sản phẩm bên em đều kiểm tra rồi, kiểm tra test thử từng bộ một, đánh số theo từng từng cặp một rồi. Nói chung là đẹp nhé các bác nhé, những sản phẩm mic bãi mà được như thế này thì nó là quá chi là ok rồi. Giờ đây em sẽ bóc một chiếc đầu thu ra để mời các bác được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc đầu. Ui giời, rất là đẹp như các bác nhé, đẹp lắm. Nó như mới rồi các bạn, quá xuất sắc. Đây, vẫn còn nguyên cả tem của nhà sản xuất này. Với những sản phẩm mic này thì được sản xuất rất gần đây nhé, từ những năm 2017 nhé. Đây ạ, tem của nhà sản xuất thì vẫn còn tem. Đấy, em thấy đánh dấu ở số 17, khả năng là mới chỉ được 35, rất chỉ mới như vậy nhé, đẹp. Và báo giá luôn cho các bác là những sản phẩm mic này thì bên em đang cung cấp cho các bác là 2.300.000 tại cửa hàng nhé. Chất âm rất tuyệt vời, mic bãi mà giá này rất êm nhé. Thế là các bác có nhu cầu về những sản phẩm mic bãi có model là DK850 này thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé, qua số điện thoại 0963 1138 hoặc 0962 355 359. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và phía bên trên này là những sản phẩm loa BMB, là BMB 450C, và đặc biệt là bên em có vài cặp loa thanh lý nhé. Thanh lý vì sao thanh lý? Bởi vì do một số những chiếc màng này do bên nước ngoài họ dùng, họ thay gân và có những cái dập lát thì cũng đã thay cả cái màng này. Nên là bác nào có nhu cầu về những sản phẩm loa BMB 450C hàng thanh lý thì các bác cứ liên hệ với bên Cao Trung nhé. Nó có ví dụ thay màng xấu màng đẹp thì nó có giá chỉ có vào tầm hơn 3 triệu thôi nhé. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm BMB 450C này thì các bác liên hệ với em nhé, rẻ được khoảng tầm 2 triệu so với hàng đẹp là len keo. Nên là các bác có nhu cầu các bác alo nhé. Và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.